sao nhỉ? Nhỉ? Bán sữa ở đâu ấy nhỉ? À, để cho ăn bơ. Bơ làm sữa thì đâu. Ăn đi con. Ừ, ngon quá. Ừ. Bón thìa thì không ăn, lại thích đi kiểu mút mát này này đây. Đây, mẹ cho em nữa. À, thêm nữa hả? Thêm nữa hả? Ừ, thêm, thêm. Mẹ thêm cho con. Mẹ thêm cho con này. Này, thêm này. Thêm nữa không? Hả? Thêm nữa không? Thêm nữa không? Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, dầm bơ ra bát, nhất quyết không ăn, cho bơ vào trong cái lọ sữa chua và bảo là hộp váng sữa sữa chua thì ăn nhem nhẽm. Đấy, con tôi đấy. Nào, em ăn nữa không? Thế mẹ để này, con cầm thìa. Không ăn nữa hả? Chán rồi à? Chán rồi hả? Này, cầm nữa không? Thìa con này. Thìa này. Này mút tay. Thìa này, sữa chua này, con tự xúc đi. Này. Con tự ăn xúc đi. Con tự xúc đi. Tự xúc cho mồm nhá. Cho mồm. Cho mồm chứ không phải nghịch. Tuần nữa là được 20 tháng rồi đấy con ạ. À. Nhá. Cất đi để phần đấy. Cất đi à?